Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, được hình thành cách đây khoảng 130 năm, Long Sơn bình thường như bao làng quê yên bình khác trên khắp đất nước Việt Nam. Nhưng lạ thay, qua bao đời ở đây, không ai thấy xuất hiện một đám cưới cũng như đám ma nào. Chuyện nghe có vẻ hoang đường nhưng lại hoàn toàn có thật. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện ẩn sau ngôi làng đặc biệt này. Ngôi làng kỳ lạ đó chính là một hòn đảo cách ly với đất liền mang tên là làng đảo Long Sơn, thuộc địa phận phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách đây khoảng 5 năm, do đời sống kinh tế địa phương đã phát triển, một cây cầu xi măng kiên cố đã được xây dựng để nối làng đảo Long Sơn với thế giới bên ngoài. Nhưng những tập tục cùng quan niệm tín ngưỡng kỳ lạ của người dân ở Long Sơn thì vẫn thế vẫn như một thế giới bí ẩn, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Theo sử sách, làng đảo Long Sơn được thành lập cách đây hơn một thế kỷ bởi ông Trần, người có tên thật là Lê Văn Mưu, một vị tướng nông dân quê gốc vùng Bảy Núi, An Giang, đã từng đứng lên khởi nghĩa chống giặc Pháp nhưng thất bại. Do sợ bị kẻ thù truy đuổi, ông cùng với gia quyến người thân xuôi thuyền ngược biển từ vùng hòn đất Kiên Giang lên khu vực núi Nứa, tức là Long Sơn ngày nay lánh nạn, tìm cuộc sống mới. Thấy nơi đây phong thủy hữu tình, có thế núi sông biển cả giao hòa, nên ông quyết định dừng thuyền lập làng. Sau đó ông tiếp tục xác lập ra đạo ông Trần với tôn chỉ là tiêu giản mọi lễ nghi dườm già trong cuộc sống thường nhật mà chỉ chú tâm vào việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Đạo ông Trần thực chất là việc tổng hợp tinh hoa những đạo Phật Thiên Chúa, thánh cao đài hòa hảo để giáo huấn con cháu đời sau sống cho tốt hơn. Đạo ông Trần là thứ đạo mà những tín đồ vẫn sinh sống với gia đình bình thường và chỉ liên lạc với nhau bằng cách giúp đỡ, đùm bọc mọi người như trong một quần thể khép kín mà thôi. Có thể nói đây là một loại đạo rất đặc biệt mà không có bất cứ nơi nào khác ngoài xã đảo Long Sơn mà người dân còn tôn thờ bởi những giáo luật lạ thường của nó. Ngày nay, theo ông Lê Minh Thông, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Sơn, thì trong tổng số hơn 4.000 người dân trong xã, có 2 phần 3 là theo đạo ông Trần. Những người còn lại đa phần là dân mới ngụ cư, mới chuyển đến sinh sống trong vài năm trở lại đây. Theo đó, mọi người có tục lệ để tóc dài, mặc áo bà ba, khăn đóng và đi chân trần giống y như những con người dân vùng bảy núi, quê hương gốc của ông Trần. Có thể nói nếu không chuẩn bị tinh thần thì mỗi khi về Long Sơn gặp các tín đồ của đạo ông Trần, nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng và bất ngờ vì cách ăn mặc sinh hoạt của họ. Ngoài việc khai sinh ra đạo ông Trần, ông Lê Văn Mưu còn có công xây dựng khu quần thể nhà lớn Long Sơn, gồm những dãy nhà rất lớn đồ sộ gần như là đại nội Huế với số tiền cũng rất lớn, kéo dài trong suốt 8 năm với chủ yếu là các nhóm thợ của miền Trung được thuê vào đây. Ngày nay, sau bao biến đổi của thời gian và chiến tranh, khu nhà lớn Long Sơn này hầu như vẫn còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc ban đầu với diện tích nhà cổ đan sen lên đến hàng chục hecta. Do quy mô về kiến trúc nên nhiều người còn gọi đây là phố cổ Long Sơn và được nhà nước cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia, đồng thời là địa điểm du lịch của hàng chục ngàn người mỗi năm. Có lẽ, ngoài phố cổ Hội An ra thì nơi đây chính là quần thể kiến trúc đồ sộ nhất mà cổ nhân đã để lại cho chúng ta chuyện kể rằng lúc sinh thời ông trần là một người giàu có nổi tiếng không kém gì gia đình công tử bạc liêu ở dưới miền tây khi ấy ông có trong tay cả ngàn mẫu ruộng muối hàng trăm thửa ruộng kéo dài xung quanh dãy núi nứa hùng vĩ và vô cùng rộng lớn này tuy nhiên ông trần lại vô cùng khiêm tốn hàng ngày đều chăm chỉ lao động dạy con cháu làm những việc thiện hiếu đạo với mọi người xung quanh và rất có lòng ngưỡng mộ vua thành thái ngày nay sau hơn một thế kỷ qua đi Bộ ghế bát tiên kỷ niệm của nhà vua tặng vẫn còn được con cháu đời sau của ông Trần gìn giữ như bảo vật của gia đình mình. Tuy nhiên điều khác lạ ở Long Sơn chính là chuyện về những người chết ở đây. Khi đem chôn đều được dùng chung một chiếc quan tài, nghĩa là từ trăm năm qua làng này chỉ có duy nhất một chiếc quan tài. Ai ra đi về cõi vĩnh hằng thì đều được khâm niệm bằng chiếc quan tài đó trước khi nằm lại vĩnh viễn nơi đất mẹ thân yêu. Họ được quấn bằng một chiếc chiếu. Người dân nơi đây đều thuộc câu sống đình tịch, đồng sàng, chết đồng quan, đồng quách. Cả xã có chung một chiếc quan tài, khi có người chết thì bỏ vào quan tài khiêng đi chôn. Sau đó, chiếc quan tài được mang trở lại nhà lớn để cất giữ. Những người chết sau lại có thể dùng. Người dân nơi đây gọi là chiếc bao quan. Chiếc bao quan có nắp được làm từ cây lồ ô, xung quanh thân đan bằng tre, tạo thành một cái lồng. Phía dưới đáy là miếng gỗ, phía trên quan tài thấp 5 cây nến, tượng trưng cho nhân lễ nghĩa, trí tín. Từng lớp xác nến được trồng lên nhau, bao phủ gần hết mặt ngoài của chiếc bao quan. Nhìn lớp nến, người ta cũng có thể đoán được đã có bao nhiêu người từng được ủ ấm bằng chiếc bao quan này. Từ ngày khai hoang lập làng đến nay, đây là chiếc bao quan thứ hai được dùng cho việc chôn cắt. Chiếc đầu tiên từ thời ông Trần còn sống, nhưng sau đó vì thời gian và hỏng nhiều nên được làm lễ tiêu hủy và cho người khác làm chiếc khác để tiếp tục tục lệ trên. Khi được hỏi tại sao ở Long Sơn lại có tục khâm liệm chung một bao quan lạ lùng như vậy, bà Lê Thị Kiềm, cháu đời thứ tư của ông Trần cho biết, tục chung bao quan không chỉ có ý nghĩa không phân biệt giàu nghèo ông còn dạy người dân nơi đây tính tiết kiệm. Đám tang không tổ chức nhiều ngày, không giết gà, mổ heo, không đãi khách tới viếng. Chết sáng thì chôn chiều, chết chiều thì chôn sáng hôm sau. Khi trong làng có người chết, họ chỉ cần liên hệ nhà lớn, thỉnh bao quan về, đặt thi hài của người đã khuất vào, đậy nắp và thắp đèn cầy lên, đưa ra huyệt chôn rồi lại đưa bao quan về, đặt tại nơi đây trong một ngày. Nếu như trong làng có hai ba người chết thì phải phân chia theo giờ ra để chôn cất. Tục lệ trong làng là từ khi chết đến thời điểm chôn không quá 24 giờ. Họ an táng không cần xem ngày giờ đẹp xấu. Người chết sẽ được an táng mà không cần quần áo, mộ phần sẽ được xây ngay sau đó. Khi chết, người già, trẻ, trai gái đều nằm chung một chiếc bao quan như nhau, không có sự phân biệt. Đưa đám không dùng xe tang thì hải người chết được khiêng bằng dây tới nghĩa địa, có thể là nơi quy định của xã hoặc một khu dãy nào đó của gia đình. Nhưng người sống xả tang ngay tại huyện Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải. Ngoài ra chuyện trai gái dựng vợ gà chồng ở Long Sơn cũng rất khác so với các cặp đôi uyên ương trẻ ở nơi khác. Bởi ở đây không bao giờ tổ chức lễ cưới hỏi cũng như rước dâu phù rẻ gì. Nếu đôi bạn trẻ nào tìm hiểu muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc trăm năm, chỉ cần sắm chút lễ cao trầu rồi mời gia đình hai bên đến nói chuyện là xong. Ngoài ra, bà con họ hàng lối xóm có thể mang bánh trái cây đến để chúc phúc, chứ tuyệt nhiên không bao giờ đứng ra tổ chức liên hoan tiệc tùng, mời mọc họ hàng trai gái hai bên. Kỳ lạ hơn, ngay cả việc chọn lựa ngày để thành hôn để vu quy cũng không ai được phép mà tất cả hàng ngàn cặp vợ chồng từ xưa đến nay ở Long Sơn chỉ toàn gặp nhau và động phòng hoa trúc và một đêm tân hôn cố định. Đó là ngày 1 và ngày 16 hàng tháng, theo lịch âm mà thôi. Thế nên nhiều cặp vợ chồng về sinh sống với nhau mà cứ lặng lẽ, âm thầm như chưa từng cưới hỏi vậy. Dù lễ cưới có vẻ đơn giản, nhưng ở Long Sơn rất ít khi xảy ra chuyện ly hôn, ly dị hay những bất hòa trong cuộc sống bởi vì họ đều cho đó là điều cấm kỵ, làm tổn hại đến tinh thần, nên trừ những trường hợp hy hữu, các cặp vợ chồng ở đây đều sống khá hòa thuận, bình yên. Và cũng vì những giới luật của mình mà con cháu đời sau của ông Trần, những người sinh sống trên đảo Long Sơn, luôn hết lòng yêu thương, giúp đỡ nhau. Thưa quý vị, có lẽ với những người dân ở làng đảo Long Sơn, tất cả những nghi lễ, những quan niệm dườm già của cuộc sống, của chuyện ma chay, cưới hỏi đều không là một cái gì đó quá lớn lao. Có lẽ chính vì những quan niệm, những tập tục sinh hoạt vô cùng độc đáo của cộng đồng mình như thế mà 3 năm qua, Long Sơn vẫn luôn là một ốc đảo biệt lập với thế giới rộng lớn bên ngoài theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Báo dân Việt.